Hành trình đi xem một trận đấu World Cup sẽ diễn ra như thế nào? Anh em cùng theo chân mình nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ xem trận đấu của Pháp và Tunisia diễn ra tại sân vận động Education. Chúng ta có thể đi xe bus miễn phí hoặc là muốn nhanh thì đi taxi hoặc Uber. Nhưng một điểm chung là chúng ta sẽ phải ở đối diện cái sân vận động. Nó sẽ cách một con đường. Tất cả các cổ động viên sẽ phải đi bộ một đoạn khá là xa. Trên đường đi thì sẽ có rất nhiều các bạn tình nguyện viên chỉ đường. Chúng ta sẽ phải đi xuống dưới một cái đường hầm đi bộ ngầm và sau đó là băng lên là qua đến sân vận động. Và qua đến đây thì thực sự là không khí lễ hội chính thức bắt đầu. Nhóm cổ động viên ca hát nhảy múa và vẽ hình rất là đẹp. Đây là lúc mà đi qua cửa an ninh và tiến vào sân vận động. Cực kỳ nghiêm ngặt và nó cũng giống như là chúng ta đi sân bay vậy anh em. Càng ngày thì các cổ động viên kéo vào sân càng đông. Gần sân thì có một cái cúp siêu to luôn, mình phải tới và chạm vào mới được. Bây giờ thì là chính thức ở ngoài sân vận động rồi, thay áo và vào cổ vũ thôi. Sức chứa của sân vận động này là hơn 40.000 chỗ ngồi. Dựa vào cái vé thì chúng ta sẽ có cái cổng. Và cái cổng của mình vào là cổng số 35 và mình sẽ tiến vào bên trong. Ở ngoài thì thời tiết là đang khoảng 35 độ. Lúc này thì chúng ta chỉ cần một cái mã điện thoại là chúng ta có thể quét vào bên trong chứ không cần kiểm tra gì thêm nữa nha anh em. Vào đến đây là mình đã thấy cái cảm giác nâng nâng và rất là mát mẻ rồi đó. Đây là cái giây phút mà mình không thể nào quên được khi bước vào sân vận động. Một cảm giác phải nói là trầm trồ, thán phục, tuyệt vời. Vào đến sân là thấy mát luôn nha anh em. Lúc này thì mình cảm thấy mát rượi người luôn. Chắc lúc này chỉ khoảng chừng 24-25 độ thôi. Đây là vị trí ngồi của mình nè, sát sân luôn. Cầu thủ thực hiện phạt góc là thấy rõ luôn. Có rất nhiều các đài phóng viên báo chí ở trên toàn thế giới tới, mỗi người một góc để đưa tin. Mình đi dạo một vòng và anh em thấy mình bắt gặp ai không? Bắt Sen De Sai, huyền thoại bóng đá Pháp nha anh em. Đây là lúc các cầu thủ bắt đầu tiến ra và khởi động. Xa xa là chúng ta thấy là Griezmann nè, rồi Giroud nè, Pavard nữa. Mình xin phép review cho anh em về những không khí xung quanh sân nha. Còn diễn biến trận đấu thì chúng ta xem TV và thấy rồi. Đây rồi, ngôi sao được mong chờ nhất Kylian Mbappe với đôi Nike Superfly phiên bản Generation. Tiếp theo là một màn trình diễn trước khi trận đấu diễn ra. Đèn flash của các cổ động viên, ánh sáng, âm nhạc, một bữa tiệc thật sự. Đây là lúc hai đội đang hát quốc ca. Ngồi xung quanh mình là rất nhiều các cổ động viên đến từ khắp các đất nước trên thế giới chứ không phải là chỉ Pháp và Tunisia nha. Những điều chị thấy trước đây ở trên TV và nay đã được chứng kiến tận mắt thật là quá đã. Giống như đây là tiếng sáo phản đối quyết định của trọng tài nè anh em. Còn đây là không khí khi mà các cổ động viên Tunisia ăn mừng. Và lần đầu tiên được chứng kiến công nghệ VAR tại sân. Sự thất vọng cho các cổ động viên Pháp nhưng mà các cổ động viên Tunisia thì rất là mừng. Bây giờ để mình ra ngoài và mình quay cho anh em xem buổi tối sau khi mà trận đấu kết thúc nha. Sân lên đèn quá là đẹp. Sự cuồng nhiệt và vui vẻ của các cổ động viên vẫn tiếp tục cho dù trận đấu đã kết thúc. Anh em nhớ bấm like, bấm theo dõi để tiếp tục theo dõi hành trình của mình nhé.